Tiếp tục qua việc anh chị ơi. Căn nhà này quý chị nhá, sổ hồng riêng. Thì hôm nay em mang tới cho anh chị mình một căn nhà đó, hai ô tô né nhau quý chị thấy không? Khu này ở kín hết rồi quý chị này. Đó quý chị ha. Một căn nhà giá rẻ tại thành phố Di An. Chỗ này gần ngã tư Chiêu Lưu, gần chợ Đông Thành, cái hướng này này. Hướng này mình ra chợ Chiêu Lưu, ngã tư Chiêu Lưu và chợ Đông Thành nè quý chị. Đây, ra đường Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Thị Minh Khai này. Ra đây vịnh Gạo Trái quý chị nhá. Đó, chỉ tầm khoảng 400 mét, khoảng 400 mét anh chị nhá, khoảng 400 mét nha. Nhà mình đây, ngang 4m9, dài 19, tổng là 94 mét. Nhà sổ hồng riêng sang tên luôn. Căn này bán gấp, bán vội 3 tỷ 3, thương lượng anh chị nhá. Nhà có sân ô tô, có phòng ngủ dưới, có sân thượng. Đó, quý chị thấy mê không? Ngang 4m9 và nhà là căn nhà hôm nay em sẽ mang tới cho anh chị mình đây. Đó, anh chị nào cần nhà đón Tết mình có thể đi xem căn nhà này và mình đàm phán giá để mình mua được mức giá tốt nhất có thể anh chị nhá. Đấy, thì có thể kinh doanh nhỏ được nhá. Đó, sân ô tô phía trước của nhà mình đây. Nhà ngang 4m9 thì nó cũng giống như ngang 5 rồi. Thực tế nó là ngang 4m93, 4,93 quý chị nhá. Ngang là 4,93 là gần 5m rồi, đúng không ạ? Trước này thì mình để ô tô. Đó, bên ngoài này sẽ là cửa sắt, cửa bốn cánh. Bên trong đây cửa nhôm kính sinh pha. Đó, vậy là hai lớp cửa anh chị nhá. Nhà đang trong quá trình sử dụng. Nhà này mới xây được khoảng 1 năm anh chị nhá, mới xây khoảng 1 năm. Đấy. Thì đây là một căn nhà mà em thấy khá là ok, khá là hợp lý với mức giá để mình còn thương lượng thêm để mình mua bán cho nó thuận tiện với chị ha. Có nhà đón Tết, anh chị mình đi xem có thể hẹn em Hải ở ngã tư Chiêu Liêu và chợ Đông Thành với chị nha. Ngã tư Chiêu Liêu hoặc là chợ Đông Thành em sẽ dẫn anh chị mình đi xem căn nhà này. Đó. Sổ sách giấy tờ đầy đủ, em Hải chỉ mua bán những bất động sản có sổ hồng riêng nên anh chị yên tâm. Đường này sân ô tô, mình để ô tô thoải mái với chị. Có thể kết hợp kinh doanh tạp hóa với chị nha, tạp hóa bán nước rồi các kiểu thì được nhá. Nhà mình tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, đó, gần ngã tư Chiêu Lưu và gần với chợ Đông Thành. Hai cái vị trí đó nó chỉ loanh quanh khoảng 400 mét gì đó thôi, quý chị nhá, khoảng đó thôi nhá. Bếp ăn nhà mình đây, đó, đây khu vực bếp đây quý chị. Còn bên kia sẽ là có cái phòng ngủ dưới, nhà mình sẽ có một cái phòng ngủ dưới, ở phía trên có sân thượng anh chị nhá. À, thì căn nhà này hiện trạng giống như em nói là nhà mới xây được loanh quanh khoảng 1 năm thôi, khoảng 1 năm thôi anh chị. Về cơ bản thì nó cũng đang còn rất là mới quý chị nhá. Ở cuối nhà này sẽ là khu vực nhà vệ sinh của mình là quý chị, nhà vệ sinh ở cuối nha. Còn đây cái phòng ngủ dưới của nhà mình đây. Đó, nãy em bật điện lên cho anh chị mình xem. Nhà đang trong quá trình sử dụng nên là quay phim nó chỉ vậy thôi quý chị nha. Đó. Rồi, ở cuối đây em sẽ quay sơ cho anh chị mình cái giếng trời ở phía sau. Cái giếng trời ở phía sau. Đấy. Và nhà vệ sinh mình ở bên đây. Đó. Này là khu vực trệt quý anh chị nha, tầng trệt nha. Đó. 3 tỷ 300 triệu thương lượng anh chị nha, 94m2, có thổ cư 75m. Nhà trệt lầu, sân ô tô, sân thượng. Căn này là ngang 4m9, dài 19 giống như em nói đó. Thì bây giờ em sẽ lên cái khu vực phía trên để cho anh chị mình tham khảo. Ở trên này sẽ có thêm hai phòng ngủ mang tới cho anh chị mình trên lầu anh chị nha. Ở trên lầu này sẽ có hai phòng ngủ anh chị ạ. Đây, đó, rất là thoáng anh chị ơi, rộng rãi, thoáng, thoải mái ha. Có sân thượng, có phòng thờ và thêm hai phòng ngủ. Ở chỗ đó có hai phòng ngủ, ở phía sau kia là sẽ là sân sau nhà vệ sinh. Mình có thể giặt phơi đồ phía sau đó hoặc ở phía trước kia cũng được quý chị, xíu nữa em sẽ quay cho anh chị xem. Đó. Đây quý chị, ở cuối nhà này, chỗ này sẽ là nhà vệ sinh và chỗ này mình có thể giặt phơi đồ quý chị nhé. Sau đây dựng khung sắt lên, trên đây mình lợp mái tôn, bên đó sẽ là nhà vệ sinh. Chỗ đây có hai phòng ngủ, còn phía trước kia phòng thờ và phía trước kia nữa sẽ là sân thượng anh chị nhé, sân thượng ở phía trước nha. Đó. Em sẽ quay lần lượt cho toàn thể quý anh chị mình xem. Ở trên đây sẽ có thêm cho anh chị mình hai cái phòng ngủ. Đó, không anh chị theo bật điện lên sáng quá trời luôn đấy. Vậy là tổng nhà mình sẽ có 3 cái phòng ngủ anh chị nhá, 3 cái phòng ngủ ha. 3 phòng ngủ thì có một phòng ngủ dưới, có sân ô tô đây, phòng ngủ số 3 đây, có sân ô tô và phía trước này có phòng thờ, hoặc có thể mình làm thêm phòng ngủ, đó là tùy anh chị mình muốn tăng số lượng phòng ngủ cũng được quý chị, hoặc cho là mình làm kho cũng được quý chị nhá. Còn phía trước này sẽ là cái sân thượng của mình này. Đó. Nhà có phía trước là sân thượng rộng rãi thoải mái với chị. Rồi. Đó, 3 tỷ 300 triệu còn thương lượng anh chị nha. Nếu anh chị nào mà thấy phù hợp thì mình có thể đi xem. Em Hải sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Ngã tư Chiêu Lưu và chợ Đông Thành là cái vị trí mà gần với căn nhà này, chỉ loanh quanh khoảng 400 mét gì đó thôi. Nhà là 94 mét, có 75 mét thổ cư, nhà ngang 4m9 và dài 19. Đó, đường trước nhà hai ô tô né nhau, khu dân cư ở kín ở full anh chị nha. Đó. Anh chị nào mà thấy phù hợp alo cho em xin cảm ơn.